đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sập giàn giáo công trình thủy điện, ba người rơi xuống sông. Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, trục vớt, ngày 29 tháng 10, thi thể nạn nhân thứ ba đã được tìm thấy trong vụ việc giàn giáo bị đổ tại nhà máy thủy điện Bản Nhùng thuộc xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Nạn nhân được xác định là anh Lê Phi Hát, sinh năm 1992, quê tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Thi thể anh Hát được tìm thấy tại hạ lưu sông Kỳ Cùng thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành bàn giao thi thể người xấu số cho đại diện gia đình anh Hát để lo hậu sự. Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa ngày 27 tháng 10, ba công nhân thuộc công ty cổ phần Contrasim số 9 đang thi công hạng mục đổ bê tông ở công trình thủy điện Bản Nhùng thì xảy ra sự cố sập công trình khiến một người mất tích và hai người bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu, gồm Bùi Văn Phong, sinh năm 1982, Bùi Văn Nam, sinh năm 2004, đều trú tại tỉnh Hòa Bình. Ông Triệu Đức Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về sự cố, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường nắm bắt thông tin và chỉ đạo công tác cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý sự việc tai nạn lao động nghiêm trọng kể trên.